Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho chị em một số cái cách phối đồ áo kẻ pep, dáng pep lăm với nhiều cách khác nhau. Một là mình set đồ, cái mẫu thứ nhất là mình sẽ set đồ theo kiểu mình mặc để đi chơi, đi cà phê với bạn bè hay đi picnic, đi đâu đó. Nói tóm lại là mình có thể mặc đi chơi thôi. Thì cách đầu tiên là mình chia sẻ cho mọi người để mọi người tham khảo này. Áo kẻ nhá, dáng pep lăm, chất liệu thô, mặc cái thời tiết thu này rất là đẹp, chất thô nhẹ, nó có giãn nhẹ và có độ mỏng nhất định nhưng có độ phồng xốp tốt. Cái điểm nhấn của cái áo kẻ này là mình làm dáng peplum ngắn nhá, có độ nhún ở hai bên eo, nhún nhẹ thôi để không làm cho áo cảm giác bị ngắn bị mập, không làm cảm giác bị mập khi mặc, nhún để tạo cái độ phồng của hông và cái điểm thắt của eo. Kết hợp với một chân váy thô, cũng là thô có giãn nhẹ, dáng phồng mông để cho mình mặc khi cảm giác đầy được cái phần vòng hông và không ảnh hưởng đến form dáng của áo. Dáng áo này có một cái ưu điểm đó là che khuyết điểm bụng phía trước rất là tốt, đẩy phần hông rất là mạnh, cảm giác eo mình thắt nhiều hơn. Mình xếp thêm một cái dây beo nhỏ nhắn xinh xắn để tạo cái điểm thắt ở eo thôi. Dây này là dây chun nhá. Đấy, dây beo chun nên là khi thắt thì rất là dễ chịu, có độ đàn hồi tốt nên khi mặc mình cử động, ăn uống rất thoải mái. Mặc thời tiết thu này rất là dễ chịu nhá, bởi vì là chất liệu thô khi mà mình chọn đều là có độ đàn hồi nhẹ, cho nên khi chị em mình mặc không sợ cảm giác khó chịu, và đặc biệt là khi mình cắt ấy, nó có độ cử động thoải mái nên chị em mình mặc sẽ rất là thoải mái luôn. Đấy. Cái chiều dài này rất là vừa đủ, kể cả những chị em mình có cái chiều cao khiêm tốn giống như mình, mặc kết hợp với một cái chân váy ngắn như thế này thì tỷ lệ rất là cân bằng. Rất xinh đúng không ạ? Nếu như để bình thường chị em mình nhìn mỗi cái áo kẻ không thì có thể là chị em mình cảm giác là mặc hơi cảm giác già. Nếu như cái cổ như thế này, nếu như mọi người cảm giác cầm mỗi một cái áo kẻ không, mọi người cảm giác như vậy. Nhưng khi mình xét đồ như thế này, mọi người cảm giác cái áo kẻ sẽ trở nên gì? Trẻ trung hơn này, năng động hơn, tôn form dáng hơn, rất là đẹp. Bởi vì kẻ caro mọi người sợ béo, nhưng mình mặc mọi người có thấy béo không ạ? Không béo đúng không ạ? Đấy. Mình có chiều cao là 1m52 và cân nặng là 51 cân. Mọi người thấy có vừa với cái số lẻ của chiều cao không ạ? Đấy, nhưng khi mặc lên mọi người không thấy bị mập đúng không ạ? Bởi vì là thiết kế của mình không ôm sát quá, có độ cử động rất là vừa phải khi mình cử động. Chất liệu lại có giãn nhẹ cho nên là khi mặc lên form vẫn tốt nhưng cử động rất thoải mái ạ. Kẻ rất là đẹp. Đây là cách thứ nhất mà mình xét đồ nhá. Riêng đối với chân váy, nó là chân váy tạo độ phồng của hông và có túi, rất dễ chịu, mình sử dụng được nhiều thứ mục đích của chị em mình muốn sử dụng nhá. Đây là cách thứ hai mình cũng xét đồ đi chơi. Cái áo kẻ này ngoài màu vàng ra thì mình còn kết hợp được với màu rêu nữa. Nhưng mà cái chân váy xếp ly màu rêu này thì nó nhìn cảm giác cho mình một cái cảm giác nó rất là mềm mại, năng động và trẻ trung nhá. Màu rêu rất là hợp với cái kẻ họa tiết như thế này. Mọi người thấy xinh không ạ? Trời. Chất liệu của chân dập này là nỉ nhung nhá các bạn nhá. Thì cái thời tiết mình mặc thu đông hay là cái mùa thu này hoặc đến mùa đông cũng rất là ổn, vì là đối với cái mùa này chị em mình mặc vô tư, chân váy xòe nỉ nó không quá dày, nó tương đối là mềm, cho nên là chị em mình mặc sẽ không sợ nóng bởi vì chân váy xòe nhá, nó bung ra không bám vào chân của mình luôn, cho nên là cái chất liệu đối với chân này nó không phải là vấn đề lớn, bởi vì cái chất liệu tương đối là vừa phải, không quá dày. Còn khi mà đến chuyển mùa mà có lạnh hơn một chút xíu thì chị em mình còn kết hợp với tất này, với giày, với bốt. Cho nên là mình cũng không bao giờ e ngại với cái vấn đề là thời tiết nó nóng hay lạnh, cho nên những cái chân váy kiểu dạng như này mình mặc 4 mùa luôn. Chỉ có điều là lưu ý nhá, chị em mình nhớ là đối với dòng áo peplum ngắn như thế này thì chị em mình đừng bao giờ sử dụng dây beo to, mà chỉ nên sử dụng một cái dây nhỏ xíu, nhỏ xinh như thế này thôi, để làm một cái điểm nhấn, thắt cái vòng eo của mình lại, cảm giác eo của mình thắt nhỏ và tạo cái độ phồng cho hông thôi. Còn bây giờ mình bỏ cái dây beo ra, mọi người tham khảo nhé. Kể cả là không có dây beo, nếu ai muốn mặc thoải mái nhất thì cái eo này cũng rất là thoải mái, và khi bỏ ra thì eo vẫn
vẫn đẩy hông như thường và eo vẫn thắt như thường. Như thế này cũng sẽ năng động hơn rất là nhiều. Còn chị em mình nếu như mà để có một cái điểm nhấn thì chị em mình hãy dùng dây beo bé như thế, nhỏ xinh như thế. Mọi người để ý kỹ về tất cả những cái điểm kẻ mà mình làm nhé. Đều có độ đối xứng rất là cao ạ. Mặc dù là mình mặc không ôm sát nhưng mọi người thấy là nó rất là thắt eo. Đúng ạ, rất là xinh. Mình mặc cái này thì mình thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái. Tôn form dáng. Chiều dài áo rất là vừa đủ. Những chị em có chiều cao khiêm tốn như mình thì mặc những chân váy ngắn như thế này nó rất là tôn. Chân cảm giác rất dài. Dễ chịu lắm. Này dây beo này. Vô cùng dễ chịu. Cái mặt của dây beo nó đồng màu với những cái họa tiết kẻ trên đây rất là đẹp. Bởi vì kẻ của mình là kẻ đen kết hợp với màu be vàng. Đó. Đi với màu rêu, màu đen và màu vàng rất là hợp với nhau. Xinh không ạ? Xinh quá. Dáng này đẹp này. Đây là mình kết hợp tiếp theo là cái chân dập xếp ly nhá. Chân dập xếp ly màu đen, mọi người thấy màu đen cũng rất là hợp đúng không ạ? Bởi vì cái họa tiết kẻ của mình là vàng này, be này và đen. Chân này thì dài hơn một chút xíu. Thường những môi trường công sở mà không quá khắt khe thì cái chân này vẫn có thể mặc đến môi trường công sở nha. Vẫn là chân dập nhưng chất liệu trượt hàn rất là mềm, dày dặn, có độ dày dặn và rất là mềm nhá. Co giãn rất là nhiều. Đấy, chân đen thì đi với tất cả các màu. Mọi người thấy màu chân đen đi đẹp không ạ? Xinh quá. I've been feeling so small. Watch the clock tick.